Xin chào các thầy cô và các bạn. Mình là Giang, tới từ kênh ICT in Education, ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy và học tập. Nếu các thầy cô đang xem video clip mà chưa subscribe hay đăng ký vào kênh của mình, nếu các thầy cô thấy những video clip của mình có ích thì hãy subscribe, nhấn vào đây để được nhận thông báo khi mình upload lên video clip mới. Nếu các thầy cô ấn vào video thì sẽ thấy tất cả những video clips mình đã làm gần đây. Mình mới mở kênh cách đây khoảng độ hơn một tuần thôi, cho nên là số lượng video clip thì vẫn còn hạn chế. Nhưng tuy nhiên mình cũng đã kịp tạo ra một playlist có tên là Text to Speech, tức là chứa tất cả những video clip mà mình làm về công cụ chuyển văn bản viết thành văn bản nói. Và sẽ còn nhiều playlist khác về những chủ đề, ví dụ như là ứng dụng Google Docs vào giảng dạy hay là những công cụ chỉnh sửa video clips, vân vân. Cảm ơn các bạn đã vào blog của mình có tên tương tự để ủng hộ, động viên mình. Các thầy cô hãy đăng ký email ở đây để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhé. Đây, chúng ta vào email address ở đây và nhấn follow. Ok. Trở lại chủ đề chính, công cụ mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay là Movie Maker Online. Chúng ta đừng bị dọa sợ khi mà nhìn thấy một cái giao diện rối rắm như thế này, nhiều chữ, nhiều hình như thế này. Vì sao? Bởi vì nó quá tốt, quá hay, cho nên là chúng ta phải chịu đựng một chút là có nhiều quảng cáo. Trước tiên để sử dụng được công cụ này thì chúng ta vào moviemakeronline.com. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu tiến hành tạo video clips. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành tạo video clip mà không cần phải đăng ký đăng nhập. Nhưng để mình có thể lưu lại được kết quả làm việc, chúng ta nên đăng ký đăng nhập cũng nhanh thôi. Nhấn vào Enter nhé. Xong các bạn dùng email để đăng ký. Create account. Tôi lấy luôn tên của mình đi. Và register. Các thầy cô nhớ kiểm tra inbox của mình nhé. Nếu nhận được thư của họ thì mình nhấn vào đường link họ gửi kèm theo email đó. Xác nhận. Từ đó mình có thể dựng được tài khoản này. Các thầy cô không tìm thấy thì có thể tìm trong spam hoặc nhấn vào đây thì đề nghị họ gửi lại email. Ok, bắt đầu khám phá nhé. Để ý cho tôi những cái nút màu xanh này. Bước thứ nhất, add, tức là nhập dữ liệu vào, đúng không? Bước thứ hai, edit, tức là mình bắt đầu chỉnh sửa, bắt đầu làm việc trên tác phẩm của mình. Bước thứ ba, tạo ra sản phẩm cuối cùng. Vì sao công cụ này lại được đánh giá là một công cụ rất mạnh? Thậm chí là có người còn so sánh công cụ này là xấp xỉ, ngang ngửa với một phần mềm chỉnh sửa video clip chuyên nghiệp. Lý do là bởi vì chúng ta có thể cùng một lúc này xử lý file video, các file ảnh, rồi các file âm thanh, âm nhạc, rồi text nữa, văn bản nữa trên cùng giao diện và trên cùng một lần chỉnh sửa luôn. Hơn thế nữa, công cụ này còn cung cấp cho chúng ta rất nhiều file âm nhạc và file ảnh miễn phí. Rồi còn nhiều tính năng khác nữa, chúng ta sẽ khám phá từ từ. Ok, mình bắt đầu nhé. Ở nút này là chúng ta có thể đưa lên video clip của mình, hoặc là ảnh của mình, hoặc là file âm nhạc từ máy tính của mình. Chúng ta bấm vào đây, đó, và chúng ta có thể tải lên. Còn khi bấm vào đây là chúng ta chọn file music mà công cụ này cung cấp miễn phí. Chúng ta có thể chọn nhạc tùy theo chủ đề, hay là theo tâm trạng, theo loại nhạc. Ví dụ như là pop, rock, hay nhạc đồng quê, là nhạc không lời, theo tâm trạng có thể là vui vẻ hay là buồn. Tôi thì tôi muốn chọn ok calm đi, yên tĩnh. Rồi tôi bấm search, tôi nhắm vào làm một clip ngắn thôi thì tôi sẽ chọn một. Ok, đây rồi, tôi đã thấy một cái file tương đối ngắn, 1 phút 31 giây. Tôi bấm nghe thử nhé. Hay quá. Ok, rất tốt. Rồi, sau khi quyết định rồi thì tôi sẽ bấm chọn. Bấm dấu cộng để chọn. Lúc này, file music đã được tải về đây. Đây là giao diện chính của công cụ này. Dãnh thứ nhất là dãnh âm thanh. Tiếp theo, tôi chọn hình ảnh. Tôi sẽ chọn free photo. Nhiều quá cơ. Các loại ảnh, các chủ đề khác nhau nhé. Nếu tôi vẫn không tìm chủ đề tôi mong muốn thì tôi hoàn toàn có thể type cái keywords mà tôi muốn vào đây. Ví dụ tôi muốn làm tìm chủ đề về chim nhé. Và đồng thời ở trên đây tôi có nhiều lựa chọn khác này. Tôi không muốn chọn những bức ảnh gần đây nhất.
mới được đưa vào mà tôi lại muốn chọn popular, những bức ảnh mà người ta hay dùng nhất, có thể là đẹp nhất. Search. Đây rồi, xem các loài chim quý, chim đẹp đây nhá. Ok. Muốn chọn ảnh nào thì mình click vào ảnh đó một lần thôi. Bạn chim ruồi này. Ở đây cũng có một bạn chim ruồi khác. Đẹp quá. Bạn thiên nga. Bạn chim cú. Rồi lại bạn thiên nga nữa, đẹp quá. Bạn chim công đi. 5 bạn rồi, chọn 6 bạn nhé. Thêm một bạn thiên nga nữa đi, xinh quá. Hai bạn vẹt, có bạn vẹt nào đây không? Đấy, có bạn vẹt đây rồi. Sau khi đã chọn, đó, chúng ta thấy rõ chưa? Chọn rồi, chúng ta quay trở lại Back to Editor để tiếp tục chỉnh sửa. To Editor, bấm vào đây. Xem những bức ảnh đi đâu về đâu. À, toàn bộ những bức ảnh được chọn đã chạy xuống rãnh Back. Back ở đây nghĩa là Background. Những bức ảnh mà đặt ở đây thì sẽ làm nền cho cái clip đó. Còn những bức ảnh mà được đặt ở phần Main này là những bức ảnh chạy chính trên màn hình. Còn rãnh thứ tư, Text, chữ viết, là nơi chúng ta thuyết minh cho từng bức ảnh một. Nhìn mờ thế này theo tôi là có thể có effect mặc định nào đó. Chúng ta thử kiểm tra nhé. Đây rồi, có cái hiệu ứng. Hiệu ứng, đây là phần chúng mình kiểm tra phần back nhé. Hiệu ứng của nó đây, effect mình bấm vào đây này. Đúng rồi, blur, tức là làm mờ đi. Vậy để cho những bức ảnh không mờ nữa, để mình nhìn, để chỉnh sửa cho dễ, thì chúng ta bấm close ở đây thôi, delete đi. Ok, sau đó là apply. Nhìn lại ảnh này. Chuẩn luôn, rõ ràng rồi. Ok. Mặc định là những ảnh mình chọn ý, thì sẽ được chuyển xuống. Bây giờ chúng ta muốn những bức ảnh này chạy ở rãnh main, cho nên chúng ta sẽ chuyển sang thôi. Chúng ta bấm giữ kéo sang. Đấy, kéo sang từng ảnh một. Và chúng ta có thể chỉnh sửa thứ tự sau. Ví dụ như tôi muốn hai bạn chim ruồi này, một bạn đi đầu tiên đi. Đó, một bạn là cuối cùng. Clip đi, xuống kéo xuống dưới bạn thiên nga này luôn. Đó. Chúng ta vì phần mềm đây là công cụ online cho nhiều khi chúng ta làm việc phải phụ thuộc vào mạng một chút. Mạng nhanh chúng ta sẽ xử lý nhanh được. Rồi tôi xem tôi đã hài lòng chưa nhá. Rồi các thứ tự này tương đối hài lòng rồi đấy. Bây giờ tôi xem phần text xử lý thế nào nhá. Đầu tiên là bạn chim ruồi thì tôi sẽ viết vào là đây là phần mà chúng ta gõ vào nhá. A hummingbird edit, đúng không? Thế là đã thêm vào, nhìn xuống dưới này. Đó. Tiếp theo là bạn vẹt thì phải. Chúng ta lưu ý là mỗi một phần text này là sẽ tương ứng với song song với một bức hình ở bên trái nhé. Giờ mình đi tìm một hình nền cho toàn bộ clip này nhé. Tôi lại vào Free Photo. Tôi muốn chọn một hình nền là một bông hoa. Tôi thích màu tím. Bấm vào đây, đây mình thử bấm vào Flower này. Rất nhiều hoa. Tôi thích màu tím mà nền thì nên mờ mờ một chút. Cho nên là tôi muốn chọn... đẹp quá này, bông hoa cúc tím này. Chọn một bông thôi. Sau đó là quay trở lại To Editor để quay trở lại giao diện chỉnh sửa. Chúng ta chỉ cần một... Tôi không ưng lắm cái này. Chọn lại. Bông này đẹp hơn này. Sáng hơn. Bây giờ mình sẽ xóa bạn này đi để mình giữ lại một hình nền thôi. Các bạn có thể giữ một hình nền cho toàn bộ các hình chính ở đây. Hoặc các bạn có thể để hai hình nền. Hoặc các bạn có thể để mỗi một hình chính lại có một hình nền. Nhìn tổng thể đây thì tôi cảm thấy là có hai điều. Thứ nhất là tôi thấy chỉ có 6 hình. Nhưng thời gian của clip nhạc này là tới 1 phút rưỡi. Đúng đây đây này. Movie Maker Online báo chúng ta biết là ở giây đầu tiên là hình bạn chim ruồi này này. Sau đó là ở giây thứ 45 là bạn thiên nga, ở giây gần cuối là bạn chim ruồi thứ hai. Tôi cảm thấy là 6 hình chạy trên 1 phút rưỡi thì hơi thời gian nghỉ giữa các hình hơi lâu. Cho nên là tôi quyết định cắt bớt cái file âm thanh này đi. Làm thế nào? Chúng ta vào đây này. Sau đó chúng ta bấm vào biểu tượng cái kéo. Chúng ta chỉ cần để ý đến hai khung này thôi, from to.
từ giây 00 tới giây cuối cùng, vậy mình chỉ cần chỉnh giây này thôi. Mình muốn 1 phút thôi gì? À đây, mình cứ từ từ xóa để xem là mũi tên chạy đến đâu. Tôi nhìn đây thì tôi thấy là ok, có vẻ như là âm nhạc nghỉ ở đây một chút. Vậy thì tốt nhất là mình cắt đến điểm này để cho nó mờ dần, đúng không? Chuẩn nhất, vậy thì tôi sẽ thử cắt dần thôi. Ok, 1 phút 2 giây là chuẩn. Đó, là tắt dần. Còn lại tôi để tất cả những cài đặt khác là mặc định. Tôi ấn Apply. Nhìn tổng thể một lần nữa thì tôi thấy là tôi cũng chưa ưng lắm phông chữ này. Để chuyển phông chữ thì chúng ta xuống khu vực ở dưới đây. Mỗi một cột này là tương ứng với một rãnh ở bên trên. Đây là phần mình chỉnh sửa âm thanh. Đây là khu vực mình dùng để chỉnh sửa hình nền. Còn đây là chỉnh sửa những hình ảnh chính. Và đây là khu vực để mình chỉnh sửa cho phần text. Đó. Giờ mình đổi phông chữ thì mình ấn vào đây thôi. Phông. Ok. Vậy tôi muốn chọn phông nào điệu điệu một chút này. Hoa lá cành một chút. Rồi, thế mình thử phông này nhé. Ok, tốt rồi, nhìn khá là đẹp. Nhìn uốn éo như bạn chim thiên nga ấy nhỉ, hay bạn công. Tiếp theo, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rất nhiều điều cần phải chỉnh sửa. Nhưng vì mình mới học, cho nên là mình tốt nhất là để mặc định mọi thứ. Và mình chỉ chỉnh sửa những điểm mà mình nhìn thấy rõ ràng nhất thôi. Ví dụ như tôi vừa nói là phông chữ. Rồi, ngoài ra ấy, mình thấy có mấy hình mẫu được nhìn thấy ở đây rồi đây này. Ví dụ đây nhá, bạn Thiên Nga này, mình sẽ thấy là chữ nằm ở giữa nhá. Và hình chính nằm gọn trên hình nền, đúng không? Mình vẫn thấy cái ánh tím tím mờ mờ của hình nền ở phía sau. Mình muốn nhìn lại một chút này. Ok, vậy hình nền ở đây nhá, xem location tức là vị trí của hình nền nào, mình bấm vào đây này. Thì mình thấy là rất tốt rồi, bây giờ hình nền đang nằm ở vị trí choán hết màn hình. Thì đúng ý đồ của mình rồi, vì mình muốn là bạn ấy làm nền để cho hình chính nổi bật lên mà, đúng không? Mình không muốn là hình chính lại nằm vào giữa như thế này, à hình sorry, hình nền lại nằm vào giữa như thế này. Cancel. Chuyển sang main này, kiểm tra location. À, hiện giờ là location đang, nếu như tôi bấm vào đây, thì chúng ta sẽ thấy là hình chính cũng choán gần kín hết màn hình. Đó, thì ở đây, bấm vào đây nhá. Thử apply này. Nhìn vào hình ảnh cuối cùng này mình sẽ thấy. Đó. Mình sẽ thấy là hình chính nằm nhỏ gọn lại hơn hẳn. Nhưng bởi vì là mình muốn là tôn hình ảnh các bạn chim xinh đẹp lên mà thì mình muốn các bạn nhìn phải to to lên một chút. Mình lại chuyển cài đặt. Mình quay trở lại location và mình để cho bạn ấy về như thế này. Ok. Rồi, sau khi mình đã cắt được clip âm thanh, chọn được hình nền ưng ý, chọn được những hình ảnh chính ưng ý, chọn được phông chữ ưng ý, thì chúng ta đã sẵn sàng để make movies. Kéo xuống bên dưới và chúng ta bấm vào make video. Bấm chọn. I'm not a robot và chờ đợi. Quá trình upload đã hoàn thành, chúng ta bấm vào watch your movie. Chúng ta muốn xem trước, đúng không? Kéo xuống này. Bấm vào đây, xem thử, xem hài lòng chưa? Hay quá đi thôi, hình ảnh thì sắc nét, âm thanh thì rõ ràng, sau cả hình ảnh với âm thanh lại còn free chứ. Đấy là mình còn chưa đưa nhiều effects vào, nhưng theo tôi nếu chúng ta chỉ sử dụng mục đích dạy học ý, thì chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ. Những người làm clip chuyên nghiệp ý, để người ta bán clip ý, thì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Ta nếu thích chúng ta hoàn toàn có thể khám phá dần được hết.
Thời gian còn dài đúng không nhỉ? Nếu chưa ưng ý với sản phẩm cuối cùng thì chúng ta có thể quay trở lại bên trên, bấm vào Tool Editor để quay trở lại giao diện chỉnh sửa. Còn nếu đã ưng ý rồi, chúng ta bấm vào Download đây để tải file video này về máy tính. Hoặc chúng ta có thể share file build online lên YouTube trực tiếp luôn hoặc lên Facebook. Hoặc là bấm vào đây để nhập mã nhúng hoặc link dẫn trực tiếp. Tôi vừa hướng dẫn chúng ta cách sử dụng Movie Maker Online, một công cụ có đầy đủ các tính năng cần thiết để tạo video clips cũng như để chỉnh sửa video clip. Còn nhiều tính năng khác chúng ta chưa khai thác hết và chúng ta sẽ cùng khám phá trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi chào tạm biệt thì tôi muốn nhắn nhủ các bạn đã follow trang Facebook của tôi là hãy mạnh dạn vào chia sẻ. Nếu không tìm thấy trang ICT in Education ở trên Facebook thì các bạn từ trang cá nhân của mình, các bạn dùng từ khóa này nhé. Sau đó bấm search này thì trang của tôi sẽ hiện lên luôn. Bấm vào đây. Nếu chưa follow page thì hãy follow page để nhận được những thông tin cập nhật nhất về bài đăng cũng như về video clip. Tôi rất mong nhận được phản hồi của các bạn, những lời bình luận của các bạn nhằm giúp tôi cải thiện được content để phù hợp với mong muốn của số đông các thầy cô và các bạn. Thank you for watching. Bye bye.